Để mẹ cắt nha. Xuống dưới vừa chân tí nữa. Cô đấy mày nhổ cỏ nha. Để mày làm dâu nha.
Chấm vào thêm con đi, hổ này có gì chấm không ra ngó đây. Thank you.
ngon nào. Mày nấu cơm. Ngồi đây ngoan nhá. Giỏi quá. Ốm à? Con gái của mẹ ốm à? Đợi ốm mẹ cho khỏi nhỉ. Ngoan nhá. Con về đi. Cái này á? Đi chợ với mẹ không? Các tao đi chợ không? Đi chợ nhá. Các tao đi chợ bán nhá. Đi chợ không? Không đi à? Thơm không?
Cho đưa phủ này nào. Xin. Thế ngồi đi, con ngồi đi. Xin nha. Xin rồi, chuẩn bị ăn cơm nào. Em ngon ngon nhá. Được không? Nhá, ăn cơm nhá. Quá. Con hô đi nào. Mày lấy một cái bát để múc canh ra cho con uống. Rồi. Giỏi quá. Con nha. Thì mình làm mai con lấy sắn được cho con ăn nhé. Em ơi, chặt xong chưa? Con mang lên đây nha.
này cứng quá nhỉ. Trồng con điên không? Này, bế con đi. Anh nghỉ một tí thì em có. Ở đây bố nào. Bố bế tí nào. Nào. Ôi giời nghe. Ôi, bố bế tí nhá. Không nhá. Sau đó chứ.